thành công ở hai trường đầu tiên, VTM Tour 2016 đã có mặt tại trường dân lập quốc tế Hoa Sen vào sáng ngày 12 tháng 5. Những ca sĩ đã từng xuất hiện như Phương Anh Idol, Sĩ Luân, Sơn Ngọc Minh, Minh Sù. VTM Tour lần này có sự góp mặt của hai ca sĩ hoàn toàn mới, ca sĩ Bảo Quân, ca sĩ VJ Trương Quốc Bảo. Phương Anh Idol tung ca khúc mới lần đầu tiên phục vụ fan dân lập quốc tế Hoa Sen. Sơn Ngọc Minh được fan chăm sóc nhiệt tình. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell all them haters that. Ngoài việc được gặp các idol cực cool, các teen còn được tham gia chơi trò chơi và nhận quà từ các nhà tài trợ. Yeah, my mama, she told me don't worry. Sơn Tùng, Sơn Tùng MTV và Khởi My chẳng hạn, rapper Karik cả hạn. Ca sĩ thì anh Minh Sù với anh Minh rất là dễ thương, em rất thích. Mong muốn là chương trình sẽ mời thêm nhiều ca sĩ mới như là Sơn Tùng chẳng hạn. Muốn mời ca sĩ Sơn Tùng về trường.